sử dụng chế phẩm sinh học vườn sinh thái trên cây xoài Úc nhà mình. Sau đây thì anh có thể giới thiệu cho bà con được biết là anh họ tên là gì và địa chỉ ở đâu? Tôi là tên Lê Thành Công, địa chỉ ở nằm xã Phú An, với lại Tiền Giang. Vâng, thì anh Công có thể cho biết được là cái quá trình mà trước khi cái sử dụng chế phẩm sinh học vườn sinh thái cho cây xoài nhà mình thì cái sự phát triển của vườn xoài nhà mình như thế nào? Thì lúc trước thì vườn xoài này thì nó si dữ lắm. Rồi sau khi đó thì dùng sinh học vườn sinh thái á, thì tôi thấy là nó hiệu quả. Cái quá trình mà anh sử dụng thì anh thấy được cái hiệu quả là như thế nào, anh có thể nói cụ thể cho bà con được biết không? Nó quá trình sử dụng thì hiệu quả là rất tốt. Nó phát triển bộ rễ là nó phát triển lên đọt. Lên đọt là nó tốt. Rồi cây cũng sung xê. Dạ. Anh có thể cho biết thêm là cái năng suất mà sau khi sử dụng sản phẩm thì mình đạt được cái năng suất cao hơn so với không sử dụng là bao nhiêu phần trăm? Năng suất mà sử dụng sản phẩm này á thì nó đạt từ khoảng 70-80%. Dạ. Vâng, và tổng cái diện tích nhà mình sử dụng ở đây là bao nhiêu mét vuông anh nhỉ? Đây là 3 công. Ba công cả vườn dưới và cả vườn trên. Vườn này không ạ? Mình vườn này là 3 công. 3 công. Còn cái vườn trên mà lúc trước chúng ta đi đấy là diện tích là bao nhiêu? Cũng 3 công đấy. Cũng 3 công đấy. Vậy tổng cộng là hai vườn là chúng ta sử dụng là 6 công. Và cái quá trình anh sử dụng sản phẩm vườn sinh thái đến thời điểm này là thời gian được bao lâu rồi? Sử dụng này là được là 1.5 năm rồi. Một năm rưỡi. Vâng, và cái bước đầu thì anh đánh giá là cái năng suất tăng cao hơn hẳn so với lại không sử dụng chế phẩm sinh học vườn sinh thái. Trong khi đấy về cái tình hình dịch bệnh, ví dụ như sâu bệnh hại thì khi sử dụng sản phẩm thì cái chi phí về phân hóa học, về thuốc bảo vệ thực vật thì anh so sánh với không sử dụng nó ngang nhau hay là nó giảm đi như thế nào? Hồi mấy năm trước thì không sử dụng mà vườn sinh thái này á, thì tôi giải khoảng 6 ao. Dạ. Còn tôi sau khi đó tôi sử dụng vườn sinh thái này xong á, thì năm nay tôi giảm còn giảm 2 bao à. Dạ. Mà khỏi phân nuôi trái luôn. Và vậy là tức là trước khi sử dụng chế phẩm sinh học vườn sinh thái thì với diện tích ở vườn trên kia là 3 công, cộng với dưới này 3 công là anh sử dụng là tổng cộng là 6 bao. 6 bao. 6 bao phân hóa học đấy ạ. Và sau khi sử dụng chế phẩm sinh học vườn sinh thái thì đến năm nay thì anh chỉ sử dụng là 2 bao. Vâng. Như vậy là chúng ta đã giảm được tổng cộng là 4 bao so với lại không sử dụng chế phẩm sinh học vườn sinh thái. Như vậy thì có thể thấy được là về cái hiệu quả kinh tế như anh đánh giá ấy, thì cái năng suất tăng cao lên mà lại giảm về phân, về thuốc bảo vệ thực vật. Chứng tỏ là cái chi phí đầu tư của chúng ta là thấp đi mà lại mang cao cái năng suất. Vâng, thay mặt cho công ty thì chân thành cảm ơn những chia sẻ của anh về quá trình sử dụng chế phẩm sinh học vườn sinh thái. Và để tiếp theo là mong muốn cho bà con ở các vùng khác thì có thể sử dụng được cái hiệu quả như anh, thì anh có thể chia sẻ thêm về cái quy trình mình sử dụng cái chế phẩm sinh học vườn sinh thái, anh sử dụng vào những thời điểm nào và cái cách thức sử dụng ra sao? Tôi sử dụng thời thời điểm mà cây mà trước khi ra hoa, ra hoa mà sử dụng xong, sử dụng là pha một nắp cho cây, mà hai nắp cho cây si á, còn một nắp thì cho cây hỏng si. Dạ. Cái rồi, đấy là mình sử dụng mình xịt hay là mình tưới gốc? Mình tưới gốc trước, tưới rồi gốc. Mình xịt tới trên thì giảm liều lượng là xịt tới trên. Tức là trước khi ra hoa thì anh sử dụng là một nắp chai đấy, là khoảng độ 5-7cc cho cái cây nào mà không si, đúng không ạ? Còn sử dụng hai nắp để tưới cho cây si. Và một nắp như vậy hoặc hai nắp như vậy thì anh pha với lại bao nhiêu lít nước? Pha khoảng 20 lít nước. 20 lít tưới nước vòng 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 tán. Dạ vâng. Tưới xung quanh gốc cây. Vâng. Như vậy là ngoài cái việc tưới gốc như vậy thì anh xịt vào những giai đoạn nào? Mà mình tưới gốc xong thôi là khoảng tuần sau. Dạ. Rồi mình xịt luôn. Sau khi tưới gốc xong thì một tuần sau là anh xịt. Và cái liều lượng mình xịt là như thế nào anh? Liều lượng xịt thì nó mà một nắp á, vô cho mình 16 lít. Một nắp. Phun chỉ qua một lượt thôi. Dạ. Và tổng cái diện tích 6 công nhà mình ở hai vườn như thế này thì
mỗi đợt xịt như vậy thì anh xịt hết khoảng bao nhiêu cc? À, mà xịt thì nó khoảng 4 chai. 4 chai. À, 4 chai là tương đương với 400ml cho 6 công. Và còn tưới gốc thì hết bao nhiêu chai một đợt? Tưới gốc thì mình một là đợt mình tưới khoảng 10 chai. 10 chai là tổng cộng 6 công này 6 là công. Mình bao nhiêu gốc xoài tất cả? 300 cây. 300 cây và mỗi đợt tưới gốc là anh tưới hết 10 chai, đúng không nhỉ? Và mỗi đợt phun là hết 4 chai. 4 chai. Vâng. Như vậy thì quý vị và bà con cũng thấy được rằng là qua cái việc ứng dụng chế phẩm sinh học vườn sinh thái trên cây xoài của nhà anh Công đã mang lại cái hiệu quả rất là cao. Tức là ngoài cái việc là giảm cái chi phí về phân bón, về thuốc bảo vệ thực vật thì đã mang lại cái năng suất rất là cao và mẫu mã đẹp, giá thành đáp ứng được với thị trường. Xin cảm ơn. Qua những mô hình thực tế sản xuất với các chuyên gia cho thấy, việc sử dụng các giải pháp sinh học trên các cây trồng hiện nay là điều hết sức quan trọng và cần thiết. Nó quan trọng bởi vì sẽ giúp cây trồng tăng năng suất và chất lượng, nhưng đồng thời giảm được giá thành đầu vào. Đồng thời còn giúp tăng độ phì nhiêu cho đất, giảm ô nhiễm môi trường và rất nhiều lợi ích khác. Nó cần thiết bởi vì sẽ tạo ra được những sản phẩm sạch và có chất lượng cao cho thị trường. Đây là một xu thế đang được đông đảo người tiêu dùng tại các thành phố và các khu đô thị lớn đặc biệt quan tâm. Nếu như giải quyết được vấn đề cung cầu này một cách bài bản và có một định hướng phát triển rõ ràng, thì các mô hình sản xuất của bà con mới thực sự có hiệu quả và mang tính bền vững hơn trong thời gian tới.